Rồi, xin mến chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì đang chia sẻ chiếc máy DC93 các bạn ơi. Thu hoạch miếng vườn nha các bạn. Vậy thì máy DC93 thu hoạch lúa 5451 nha. Thì ở đây lúa tươi bà con bán rồi. Đang kiếm đường để quay trở lại ha. Đất lúa cặp cái nhà mồ luôn nha. Xung quanh đó máy chạy cũng quay đầu nhiều ha, khó chạy ha. Cái miếng điền này tầm nửa công nha các bạn. Này hình như là có chuột nên có một anh đó đang chuẩn bị canh chuột nha. Ở cặp miếng vườn này hay có chuột. Thời tiết hôm nay khá là nắng các bạn. Hôm nay thì mưa 2 buổi nha. Có chuột nữa nha, chuột bự lắm rồi. Chuột nó lặn. Mới bắt kín chuột bị cắn, ảnh buông ra mất tiêu luôn.
một cảnh rất là đẹp nha các bạn. Đang di chuyển vô mà không biết cách hướng nào đây. Miếng điền này cũng được mười mấy bao quá các bạn. Tại thì mình đang chia sẻ máy DC93 thu hoạch lúa ở xã Thanh Bình, huyện Nhân Điền các bạn. Máy này ở bên kênh 7 Tân Hiệp qua ha. Đang thu hoạch lúa 5451, ở đây thì bà con mình bán được 7.000 một ký nha các bạn. Đây thì người ta lại mua lúa tươi luôn. Rồi máy 93 cắt xong rồi các bạn. Rồi máy Giang Ma đang qua nữa kìa. Máy Giang Ma thì lại xả bồn trong chung với máy 93 mà không biết chuẩn bị chạy đi đâu đây. Nó cắt bên đó luôn không chị? Máy chuẩn bị chạy ra ngoài kia ha, ở ngoài bờ kênh này. Hai chiếc máy kéo thì vô đường phía đây luôn các bạn.
lúa 5451 với lúa OE18 hôm nay thì bà con mình thả nhiều nha. Vườn chưa nắng nhưng mà nó còn ẩm các bạn, tại mấy cơn mưa buổi trước có cơn mưa rất là lớn. Máy tiếp tục vô các bạn ơi, ở trong bìa này thì nó có những chỗ nó sập nha. Chim ba mang hàm các bạn. Hôm nay thì lúc trước máy ở An Giang cũng cắt nhiều các bạn, thì gặp được máy mấy anh ở Tân Hiệp. Hôm nay thì cũng chưa có gặp những chiếc máy bên An Giang, những chiếc máy lộ các bạn. Miếng ruộng này có chuột các bạn ơi, thấy có mấy anh em cũng đang ra bắt được mấy con rồi kìa. Miếng biển nhỏ các bạn. Nên cuối bắt chuột nha các bạn.
Rồi máy 93 chạy lên đó nữa xong các bạn ơi. Mình máy kéo gom cũng rất là chín nha. Máy di chuyển vô để xả bồn các bạn, ở đây là một cái chủ riêng nữa ha. Đó thì máy DC93 thu hoạch lúa 5451 các bạn. Giờ cắt xong nha các bạn. Mình cũng xin kết thúc video luôn. Mình chúc tất cả các bạn xem video vui vẻ nha. Nếu hay cho mình một like và đăng ký kênh nha các bạn.